Hello, Lê Phạm Thế Vũ xin phép được kính chào các bạn đang xem video này ngày hôm nay. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật, đêm khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2021. Thì hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 23 của Thế Vũ. Thì Thế Vũ sẽ dành tặng cho các bạn một phần trình diễn handstand nghệ thuật cho nền nhạc Chỉ Muốn Bên Em Lúc Này Remix. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Của Thế
thủ trong buổi tối ngày hôm nay. Rê Bóng đã vừa hoàn thành được 3 show diễn ở ngoài khu vực chơi giải Họ Trắng rồi. Giờ ta tặng thêm show thứ 4 cho đúng tháng 4. Một con số rất là hợp với Thế Vũ và gắn bó với Thế Vũ. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hy vọng sẽ tạo được cho các bạn phần nhiều động lực để tập luyện nhiều hơn. Bye bye nhé, hẹn gặp các bạn vào tuần tới.